Chào các bạn, đây là anh Đỗ Linh Vũ, anh cả của Barber Shop Vũ Trí với hơn 10 chi nhánh. Hôm nay cùng anh Vũ đi khảo sát một chi nhánh ở Thủ Đức và bàn vài chuyện về Covid. Bàn này là bàn vui thôi, bàn thế nào để cho nhanh mọi mọi việc thuận lợi hơn, khách hàng an toàn và chính quyền hài lòng hơn với cái phương pháp đối phó dịch Covid-19. Anh Vũ là người rất là thường xuyên làm từ thiện. Các bạn có thể theo dõi cái kênh Facebook của anh Vũ và cái kênh fanpage. Cách cục của ngôi nhà này thuộc vượng sơn vượng hướng khá là tốt. Ở hướng ta có tổ hợp ngũ hoàng và bát bạch. Ở tọa ta có tổ hợp nhị hắc và bát bạch. Ở hướng ở giữa nhà và cuối nhà ta có cách cục hợp thập. Một cách cục rất là tốt trong phong thủy. Tuy nhiên từ cửa chính, cách cục của nhà này đã bị cấn giữa hướng nam và hướng tây nam. Trong một ngôi nhà, cửa chính là cửa rất là quan trọng, nơi đón khí vào toàn bộ ngôi nhà. Cửa chính của nhà này nên dời qua tây nam. Trong vận bàn này tôi tìm ra được hai phương vị để kích hoạt tài vị, tức là hai nơi cần thủy. Thủy là bao gồm hồ cá, thác nước phong thủy. Vấn đề của ngôi nhà này là cửa bị cấn giữa nam và tây nam. Năm nay hướng nam có nhị hắc nhập cung khá là xấu, gây bất lợi cho nơi này. Với cách cục vận bàn này, cửa nên thiên về hướng tây nam sẽ tốt hơn. Cửa chính một phần ở hướng nam không tốt cho nhà này, và đặc biệt người quản lý ở đây rất là kỵ hỏa. Anh này sinh năm Tý và tháng Ngọ, năm nay là năm Tý, phạm thái tuế tháng và cả thái tuế năm. Hôm nay tôi quay lại nơi này hướng dẫn bài trí phong thủy. Đặt một số tranh ảnh, vật phẩm phong thủy nhằm hóa sát và đón tài lộc. Đồng thời luận mệnh cho bạn quản lý nơi này hướng dẫn cách tăng vận may. Đây là đôi kỳ lân đồng dùng để hóa sát sau nhị hắc nhập ở hướng nam năm này. Các vị lưu ý, khi tranh ảnh hoặc con vật, con hiền thì quay đầu vào nhà, con hung dữ thì nên quay đầu ra ngoài đường. Tranh củ ngư treo ở hướng nam, nơi có tổ hợp thất xích và nhất bạch. Phía sau nhà có hòn non bộ, tượng trưng cho núi, tuy nhiên không dùng tới nên dẹp bỏ. Cuối nhà phía bên trái, kỵ cao kỵ núi, nơi ghế người quản lý đứng, có xà ngang trắng đỉnh đầu. Đây không phải là điều tốt trong phong thủy hình thể, tức loan đầu.